Rồi tiếp tục Minh Tơ chở bà ngoại đi tham quan cái đường mới được Mạnh Thường Quân tài trợ con đường này. Thấy rõ cho nghe. À, đây nè. Ôm chắc nghe. Rồi lâu chưa bà ngoại mới ra tới lộ lớn. Lâu rồi. Lâu rồi hả? Chưa tụi con qua nữa. Lâu lắm rồi mới ra tới đây luôn hả? Mới ra tới đây. Thấy lộ lộ lớn. Bây giờ quay đi không là. Phải xe có xe. Lên xe có xe. Dạ. Lâu rồi mới đi tới ra tới lộ lớn đúng không? Dạ. Dạ. YouTube của Minh Tơ TV. Thì hôm nay Minh Tơ ra hít thở cho nó khỏe hả ngoại? Dạ. Bà ngoại kêu dẫn bà ngoại đi coi đường. Từ ngày làm đường bây giờ thì ngoại chưa biết đường đi. Bữa nay là em chạy xe vô luôn đó. Bà ngoại. Nay là chạy xe vô tới nơi. Bây giờ ngoại đi xe hay đi bộ xa lắm á. Đi bộ đâu có được, đi xe. Đi xe phải không? Đi xe con đó. Đi. Rồi. Con được đi. Con chở ngoại đi coi đường ha. Bà ngoại lên xe để Minh Tơ chở ngoại đi tham quan cái đường đi từ ngày được Mạnh Thường Quân cũng tài trợ cho cái đường đi này của chú chị. Giờ ngoại muốn Minh Tơ chở ngoại đi tham quan đường. Ngoại ôm sát vô nha. Rồi. Cây đốt hết rồi ha ngoại ha. Đốt hết tặng kéo đường dây điện vô. Đốt lại có điện xài rồi. Cái đường này cũng khó chạy lắm thưa quý vị. Xíu à. Từ ngày làm tới giờ là ngoại chưa đi tới ra tới ngoài hả? Thấy đường sạch sẽ ha. Mấy năm rồi mà ngoại không có ra đường này. Rồi tiếp tục Minh Tơ chở bà ngoại đi tham quan cái đường mới được Mạnh Thường Quân tài trợ con đường này. Thấy rõ cho nghe. À, đây nè. Ôm chắc nghe. Minh Tơ vừa chạy vừa quay cho cô chú chị cùng xem. Mẹ ngoại ít đi ra đường lớn lắm không? Ở nhà suốt luôn hả? Ở nhà xuống luôn. Trời ơi, không ai chở đi chơi hết ha. Có đi chợ gì không? Người ta chở đi chơi không? Đi có gian ta mà đi mua thuốc á là xin thuốc gì đó mới đi. Còn đi chơi không có đi. Đường cũng khó đi ha, đó mà đi. Đường có đi đường đâu đi. Ở nhà luôn. Tối ngày lục đục nhà đâu có ai đợi. Vui đâu. Thì cái đường sợ không rồi. Cái nhà của ngoại nằm ở giữa đồng luôn á, không có ai ở gần đó uống qua chơi với ngoại đâu. Làm sao bảy tám năm đi. Rồi cái nhà ở phía ngoài, nhà ngoại ta về ở lâu chưa? Mới bảy tám năm đi. Bảy tám năm ngoại ở nhiêu năm rồi cho đó? Gần 30 năm rồi. Ồ, 30 năm mà cái nhà ở giữa đồng luôn ha. Không có điện, không có nước. Nhờ nước luôn. Mạnh Thường Ám nhờ thanh niên xung kích. Cho được điện ánh sáng. Điện không có xài gì được sáng ánh sáng phải không? Dạ.
được ánh sáng mừng muốn chết rồi. Rồi bây giờ có điện, có nhà, có đường nữa, có nước nữa. Điện có nhà, có mừng nước không? Con. Đường à, nói chung là đường ngang cũng khoảng gần 1 mét đó cô chú chị. Đường nay mình tới chở bà ngoại đi nè, tại cái nhà mới ở sau đó lại trồng cỏ của trồng cỏ của đất ta đó rồi thành ra chủ nhà người ta trồng luôn mà đất này tôi xin á, xin công trình này này hồi xin mới cấp đó, xin tôi xin mới được bao nhiêu đây đó, xin làm đường đúng không, xin ra làm đường ai cũng đi hết người ta mới cho mà rồi giờ còn nó làm ruộng à, nó khoét vô không cho nó gãy xuống không biết giàu gì vậy. Tôi nghèo tôi không tham mà không dám đi xin ra ăn nhiều chịu nhìn đói á con, mà nhìn đói được đó ngày ăn gần 12 giờ ăn để cho con cháu ăn no. Cái đường sạch sẽ chưa? Đường sạch sẽ rồi. Ôm con chắc vô nghe. Không sao đâu, trời đỡ mà. Con chạy được thôi. Trời phù hộ đất đỡ mình nè. Chứ mình mỗi ngày nhờ đất đỡ mình, chả ai đỡ mình đâu. Thì hồi nãy mình tơi vô bà ngoại kêu mình tơi chở kia. Bà ngoại kêu mình tơi chở ngoại ra coi đường. À, từ ngày làm đường mới tới giờ là bà ngoại trong nhà không biết cái đường như thế nào. Thì cũng nhiều người đòi chở ngoại đi tham quan đường lắm, bà ngoại không đi. Bữa nay có duyên với bà ngoại ha. Bữa nay có duyên, có duyên con. À, có duyên với con. Tây Ngọt Ba được không? À, đi tới lộ lớn mới quay đầu xe được. Không phải, đi Tây Ngọt Ba. Đường lộ đó đi được không? Được. Ừ, đi luôn. Luôn, đi cà phê luôn ha. Bà ngoại mua bánh canh 10 ngàn. Xăng còn đưa ha. Vui quá. Cho bà ngoại hết bệnh đi nha con. Rồi, để bà ngoại hết bệnh đi. Tới lộ lớn ngoài của chú chị. Rồi dừng cái mặt chút xíu ha. Đây rồi. Đường đi nó hơi khó chạy, cũng chung là phải gồng dữ lắm á, cho bà ngoại an toàn. Ngoài xuống, ngoài xuống đi. Tại mấy người trồng cỏ đó. Dạ. Tại con nhỏ mới ở đó. Nó lâu chưa bà ngoại mới ra tới lộ lớn. Thì lâu rồi. Lâu rồi chưa tụi con ba nữa. Lâu lắm rồi mới ra tới đây luôn hả? Mới ra tới đây. Thấy lộ lộ lớn. Giờ quay đi không là xe có xe. Lên xe có xe. Dạ. Lâu rồi mới đi tới ra tới lộ lớn đúng không? Dạ. Dạ. Cái đá cát nó còn ngoài còn nhiều nè ngoại. Tăng thứ bảy là lợi hốt. Dạ. Từ mấy mốt làm nhà chắc cũng đổ đây ha. Dạ. Bà ngoại đi mua bánh canh phải không? Bánh cam. Rồi, bà đi mua bánh canh. Rồi, rồi, rồi. Bánh canh này à con. Rồi, tiếp tục. Ôi, mệt mình vậy mà yếu con mình mà còn làm cái gì được hết trơn đó thấy không? Rồi, tiếp tục nhà. Tôi chở bà ngoại đi mua bánh canh cho nghe cô chú chị. Lâu rồi không có đi dạo không? Không có. Ở nhà không phải không? Ở nhà. Ở nhà mình buồn không ngoại? Không có buồn. Quen rồi. Quen rồi hả? Không sợ mà không có buồn. Dạ. Bằng đêm ta ngủ hết á. Từ Hòa Lợi mà
bà đi tới chòi cái bà ngoại không có nước, cái đi một mình đi lên dùng canh nước xuống cho bà ngoại xuống. Ở chỗ ngoại là không có điện, không có nước, rồi đường đi cũng khó, đi khó khăn gì cũng khó đó, rồi ăn uống là phải mua vô, bởi vì phải có người gửi á, gửi chung là gửi cũng không được đó, khu vực nó không có ai đi lên đi xuống, chỉ có một mình nhà ngoại, nói chung là làm cách ly giữa trung tâm này gọi là giữa đồng ruộng á, chung là không có ai đi lên xuống, muốn gửi cũng hơi khó khăn, muốn ăn gì cũng khó nữa. Ăn thì ví dụ có gạo thì nó cơm ăn thôi phải ngoại, chứ không có đồ ăn thì cũng phải chịu thôi. Giữa đồng cũng hơi khó khăn, dù sáu ở nhà thì mua cho ngoại ăn uống được, còn sáu không ở nhà nữa ăn gì đó, có khi bán được, có khi bán không được, cũng chịu bà rồi ăn. Ngoại nấu cơm ăn mỗi ngày luôn chứ đâu ăn hủ tiếu gì đâu, không hôm nay thèm hủ tiếu à, bánh canh hả? Bánh canh, thèm bánh canh phải không? Bánh của bánh canh cho ngoại. Mấy năm rồi bà ngoại mới đi xe Honda hả? Mấy năm rồi mới đi xe Honda? Đi chừng nào mua thuốc rồi xin thuốc gì đi nhờ con cháu là đi ruộng đó đi qua luôn, người ta chợ đi tới rồi người ta mua cho rồi mới về nhà nó nhà người ta ở kia. Có khi mấy người ở chòi ta đi ngang vừa không? Đi tới đường lộ cái bà đi đâu lên đi đó bà ngoại đi bộ ra ha. Ừ. Bộ ra cũng lâu à, từ đoạn đường của nhà ngoại ra tới lộ tới có cây số ngoài mà đi bộ mà giữa đồng luôn, đường đi cũng khó khăn lắm. Cực quá, cực không có ai biết, nó còn đi tới mới biết bà cô biết bao nhiêu đường đi khó. Không được bây giờ được cây số rồi. Dạ bây giờ được Mạnh Thường Quân giúp cho ngoại cũng vui lắm rồi ha, có làm đường làm lộ làm nhà, nói chuẩn bị làm nhà nữa là vui lắm rồi. Mừng dữ lắm. Thì ngoại khổ đó giờ rồi, giờ được người ta tài trợ cho vui rồi. Bánh canh ở đâu ngoại? Bánh canh ngay đường ngõ ba đó. Ngõ ba đúng rồi. Rồi bên này đi bà đi còn thôi không chở qua tới chỗ ngoại, ngoại ôm sát sát vô xe nổ rồi tới chỗ bán bánh canh là đi luôn. Ôm vô rồi tới bán bánh canh, bịch bánh canh cho ngoại canh 10.000. Bữa nay đi thăm đường cái đi tới đây luôn. Đi thăm đường. Ở đây con trả tiền nha ngoại. Vô cái áo vậy đó hả? Ngoại nói là lâu lắm rồi mới đi ra ngoài này. Nhà Minh Tơ chở ngoại đi luôn, rồi ngoại nói đi mua bánh canh. Bịch 20 ha, 20.000 đi. 10.000 được rồi. Bữa 20 bán đi 20. 10.000 chút xíu à. Đây mua cho ngoại tô 20.000 luôn, ăn hết không ngoại? Lần hết không? Không. Không hết hả? Hai lần mới hết hả? Bây giờ xớt ra. Ăn bây giờ là người tối ăn thêm lần nữa. Con trả tiền rồi. Nữa. Tôi 100.000 nè, không có xài gì có hết. Còn hoài. Không có cho tranh thi mua cái gì cho ăn, không có. Ở có một mình có ai mua gì đâu, cho ăn. Ăn cơm thôi. Rồi mình về ngoại. Rồi xong rồi. Rồi mình tiếp tục đi về. Ở
Rồi tiếp tục đưa ngoại về. Nhưng ngoại buổi sáng nấu cơm ăn không ngoại? Nấu ăn một tí không vậy? Ăn thì nấu cho ăn rồi mới đi bán. Như là sao nấu cho ăn không? Ừ. Nấu ăn múc nấu cơm xong rồi ăn xong rồi một sáng mới đi bán. Đi rồi cơm biết chưa ai nấu? Ừ, chưa, thì hết cơm chưa. Tối nó gì nấu phòng. Mà ngoại nấu cơm củi không không? Cơm củi không à? Tại vì trong đó không có điện. Nấu cơm củi bực quá trời. Mai mốt có điện rồi ngoại nấu cơm điện rồi ha. Nấu cơm điện. Thì cũng có con quay củi con không bỏ. Thì con dùng con tăng này dùng con cô chú này cốt điện mình có ngoại á dùng người ta mua rồi cơm điện cho ngoại sau này ngoại có nhà rồi á kéo điện rồi á. Thì có cô chú nào muốn trợ duyên cho ngoại cái nồi cơm điện gì đó thì liên hệ với kênh để mua ngoại một cái nồi cơm điện cho ngoại nấu cơm ăn, để ngoại nấu lớn tuổi rồi nấu cơm củi khi sao không ở nhà nữa. Ngoại lúc đó nấu cơm điện nó dễ lắm mà ngoại phải cẩn thận dù điện nghe. Rồi tôi không nấu đâu, tôi sợ điện là phải cẩn thận, không cẩn thận nó giật á. Ngoại quen nấu củi không không? Làm lộ xong vui không ngoại? Vui. Vui à. Làm lộ xong, kéo điện xong, mốt người ta làm nhà cho nó mới vui nữa. Lúc đó chỉ hưởng tuổi già thôi. Có nhà mới ở rồi, khỏe rồi. Nếu mà nó không trồng cỏ là đường đi rộng lắm. Dạ. Trồng cỏ mới đường khó đi đó. Dạ. Mấy người đó tham. Mà đất nhà đất, của người ta tôi xin đó. Dạ. Mà tại con nhỏ mới lại sao trồng đất ra anh ta mới không cho anh ta trồng luôn. Dạ. Bởi vậy mới hết đường đi. À. Nói vậy bây giờ cũng được rồi. Trời ơi bà làm ruộng toàn là đất không à, không có suốt xuống để lên đâu, nói thiệt vậy đó. Nghèo chịu nghèo chứ không có tham. Rồi, ăn của người ta biết người ta không, không phải như mấy người ăn của tôi rồi quên tôi. Rồi tới đường vô nhà rồi. Rồi ông con cắt vô nha. Giờ mình tơ quay về chúc cho cô chú chị cùng xem cái đường đi nó nhỏ mà nó rất là dài. Bắt đầu chạy từ từ bò vô, chạy nhanh là nguy hiểm lắm tại đường bờ ruộng đất nó mềm mới thắng mưa nè. Hải ngoại nó định ra ngoài thôi coi cái đường lộ thôi mà thèm bánh canh quá, phải chở đi mua bánh canh. Bây giờ chở ngoại vô nhà trả ngoại lại. Cái đường này con nghĩ là mấy ông thợ mà mấy người khuyết đường bên à. Bên này khuyết một chút, bên này khuyết một chút à, bét cái độ nó nhỏ lại không mà người ta vận chuyển cái cát đá vô đây chắc cũng cực lắm hay ngoại ha. Cực chứ đâu còn phải không cực. Kinh từng bao đá chở vô mà chiều dài khoảng cây số của chú chị thì nãy cái clip trước mình ta cũng có đăng rồi, từ ngoài lộ chính chạy vô phía trong. Cái bữa nay trời mưa nữa bị dơ luôn, cái chạy không khéo là xuống ruộng đây, chạy đợi mình không có cho xuống được. Tay lái của mình tơ thì cũng chung là tạm ổn,
tạm ổn thôi. Ở phía ngoài này lúa chín hết rồi của chú chị, nó vàng hết rồi. Lúa vàng hết rồi. Quân ơi, miếng sa tâm phàm tiêu cho đôn cho ta chui rắc xa. Cầm ôi miền cột nắp đi tầng o, ôi lục chuối rắc xa. Chư ca phi ôi chia nông, bị quân chân không rắc xa phục mặt đại tô. Nhưng cũng o đây, phục mặt đại tế thông lực, miền. Hay miền, phản con mát. Con có vợ rồi, hai con. Hai đứa rồi. Bà ngoại nói là tiếng Khmer là nói chung là cầu tài thân Phật ủng hộ cho ngoại. Được khỏe mạnh. Xong với con cháu. Còn mùi xây mùi ấy. Nhờ nâng lọ nhưng mẹ trí ấy luôn. Kênh của mình ta là người Khmer nghe cô chú chị. Nói chung là chạy Vinh, nếu mà quay những hoàn cảnh, đi quay hoàn cảnh đó là mình ta kỹ nghĩ là mình ta có một mình ta làm thôi, không quay cảnh ít lắm, ít có con YouTube nào mà quay về hoàn cảnh từ thiện lắm. Người ta quay về văn hóa xã hội nhiều, còn ta thì chuyển chủ đề quay hoàn cảnh cũng gần một năm nay rồi. Ta đi giúp cái hoàn cảnh cũng gần một năm nay rồi, một kênh của ta còn rất là nhỏ. Thường quay chia sẻ những hoàn cảnh thôi, tôi không có kêu gọi từ thiện. Những nào tôi quay hoàn cảnh đó, thì tôi mới kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh đó. Còn như mình tôi quay quen này thì tôi chỉ quay chia sẻ cho cô chú mình cùng xem, nhưng mà tôi không có kêu gọi từ thiện. Thì một cô chú muốn giúp gì thì gửi mình tơ, thì mình tơ để làm những cầu nối để giúp cái hoàn cảnh đó. Ông trời ông thấy người ta không tốt lòng với tôi, người nghèo khổ. Bởi vì trời đổi cho mình nhờ con cháu. Dạ, bà ngoại bây giờ có phước rồi. Có phước rồi, bây giờ người ta mới làm đường làm nhà cho ngoại đó. Tao làm không biết để giống gì hết à. Dạ. Làm thân à. Dạ. Kêu cực khổ vậy à. Con chắc hỏi quá con đưa con gái này hết rồi. Bây giờ chở ngoại đi dạo nguyên vòng tham quan đường mới rồi mua bánh canh, bây giờ chở ngoại về tới nhà của chú chị. Đường tới chết. Nhà rồi con đã chết rồi, nó con muối bạn ra chọc ra xem hết rồi. Chỉ có mình con tơ mới hiểu tiếng của ngoại nói thôi nha cô chú chị. Thì mình con tơ mới hiểu thôi. Ôi chở ngoại về tới nhà rồi, ngoại vui quá trời luôn à, đi nguyên vòng rồi đi mua bánh canh luôn. Mà quên chứ chút nữa tới nhà quê ngoại. Rồi chút nữa là tới chọc ăn thuốc rồi. Thuốc lại xong nó còn mua thuốc luôn. Quên. Trời ơi, bây giờ chỉ mua bánh canh thôi, nãy không nói con đi mua thuốc. Thôi để mai mốt đi. Thuốc mệt hả? Ừ. Ngoài về tới nhà rồi. Rồi ngoài xuống nghe. Rồi mừng quá. Thấy sao ngoại? Thấy khỏe con mình rồi. Thấy đường đẹp không? Thấy cái đường đẹp không? Được. Nè cái bánh canh của ngoại nè. Ngoại đi vô nghỉ ngơi đi. Cảm ơn con nghe. Sau một tuần nay là làm xong đó chị, tại vì thứ nhất đường trơn từ ngày làm đường tới giờ ngoại mới kêu mình tới chở ngoại ra tới lộ lớn luôn. Tới chở xong ngoại nói đi mua bánh canh, thôi thèm bánh canh quá. Mua bánh canh đi. Tại vì anh cơm thịt nó nhai không được. Không được. Không ngoại không nhai được. Ừ, nhanh nhất ra. Là ngoài ăn cái đồ nhà.
Đó, ngoại bên canh nãy nó quên mua thuốc đó mình. Nãy ngoại không nói gì tới đây ngoại nó mới nhớ mua mua thuốc. Cái bên nào quên con chở ngoại đi mua nó ha. Con quên mua cho sáu rồi. Ngoại nói mua con mua 10.000 con mua ngoại 20 luôn. Quên mua cho sáu rồi. Rồi cảm ơn con nhiều quá. Được bữa nay mới thay đường. Nè. Vui quá trời luôn. Bữa nay mới thay đường. Con chở. Đường đẹp không ngoại? Đường đẹp rồi. Dạ. Nhưng mà hơi hẹp quá. Dạ. Cái này là xe xe chạy nhỏ, xe nhỏ chạy thôi, còn xe bự là nếu mà xe bự chạy là không có được. Con chở ngoại mà con nín thở luôn ngoại. Nín thở. Nín thở. Không dám thở. Như là thà mình chạy một mình thôi. Đúng rồi, chở người lớn tuổi mà. Rồi cái đường bữa nay mưa nữa. Mưa đất nó mềm cũng sợ nó bị lún. Nín thở. Gà chân á. Gà chân không à. Bà ngoại bà ôm chắc kia lắm. Sợ lọt xuống. Bánh canh tầm hả ngoại? Ngoại ơi, bao lâu rồi ngoại không đi ra con đường này? Đi bữa nay. Không, bao lâu? Thì mừng qua. Ý con hỏi là bao lâu rồi ngoại mới đi lại con đường này? Cũng nhờ tuổi con. Dạ. Mới mình thường đồng quân giúp thầy trợ cho mình được gì mừng quá. Giờ ngoại ăn bánh canh đi. Cần đang nấu nổi nè. Ngoại ăn bánh canh đi. Nãy ngoại ăn cơm á, nhưng mà tại vì thịt cơm không nhiều. Dạ, thịt cứng quá ngoại không ăn được, ngoại ăn cái đồ mềm mềm. Lấy chén cái đi, ăn không hết đâu. Ngoại ăn hết đi. Ăn không hết đâu. Bây giờ rồi. Ăn đi ngoại ơi. Ông sợ ông hết, ông 20 ngàn nhiều lắm. Để lời. Bánh canh đi nó không nở đâu, phải tối ăn thêm lần nữa. Hủ tiếu nó nở, còn bánh canh thì nó không nở nhiều. Rồi ngoại ăn đi ha. Rồi uống nước trà đây cho. Dạ dạ dạ. Rồi vậy mình ta xin kết thúc video tại đây. Chúc cô chú chị xem video được. Bây giờ sức khỏe. Biết bỏ làm sao nổi. Sống.